Sáng ngày 5 tháng 9, đồng chí Cao Văn Đình, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đến dự lễ khai giảng năm học mới tại trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Bắc Sơn, thăm tặng quà các trường học trên địa bàn xã Thanh Thạch, Lâm Hóa. Cùng đi có đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến học tỉnh. Ở huyện có đồng chí Nguyễn Hoài Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy. Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Bắc Sơn đóng trên địa bàn xã biên giới Thanh Hóa. Mặc dù điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học của nhà trường còn gặp nhiều khó khăn, song năm học 2022-2023, trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Bắc Sơn đã đạt được những thành tích ghi nhận. Chất lượng đánh giá hai mặt học sinh đều đạt được các chỉ tiêu kế hoạch đặt ra và có sự tăng trưởng đáng kể. Có 57,71% học sinh có học lực khá, giỏi. Số lượng học sinh trung bình yếu kém giảm so với các năm học trước. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2023 đạt 93,59%, tăng 1,6% so với năm 2022. Trường được Hội đồng thi đua ngành giáo dục và đào tạo Quảng Bình công nhận danh hiệu tập thể lao động tiên tiến. 39 cán bộ, giáo viên, nhân viên được công nhận đạt danh hiệu lao động tiên tiến. Trong đó có 5 đồng chí đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm học 2023-2024, toàn trường có 20 lớp với 742 học sinh. Trong đó, trung học cơ sở 8 lớp, 249 học sinh, trung học phổ thông 12 lớp, 493 học sinh. Tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh đều thể hiện tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực thực hiện hiệu quả nhiệm vụ năm học đã đề ra. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Đình mong muốn năm học 2023-2024, tập thể giáo viên và học sinh trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Bắc Sơn tiếp tục khắc phục khó khăn, đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực cao hơn nữa, bám sát chương trình, kế hoạch dạy học, tổ chức dạy tốt học tốt, nâng cao chất lượng giáo dục thường xuyên. Các em học sinh cần có ý chí, nỗ lực học tập, rèn luyện, tránh xa cạm bẫy tiêu cực của xã hội để trở thành những công dân tốt. Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tặng hoa chúc mừng cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường và đánh trống khai giảng năm học mới. Cũng tại lễ khai giảng, Hội Khuyến học tỉnh, Báo Dân trí, VNPT Tuyên Hóa và Đoàn trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Bắc Sơn đã trao tặng nhiều phần học bổng có giá trị nhằm động viên, khích lệ tinh thần các em học sinh tiếp tục nỗ lực trong học tập, phấn đấu đạt kết quả cao. Đồng chí Cao Văn Đình, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng đoàn đã đến thăm và chúc mừng tập thể cán bộ, giáo viên trường mầm non Thanh Thạch. Năm học 2023-2024, trường mầm non Thanh Thạch có 7 lớp với 165 học sinh. Trường hiện có 19 cán bộ, giáo viên và nhân viên đều đạt chuẩn và trên chuẩn. Mặc dù còn nhiều khó khăn, song cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường đã thể hiện quyết tâm cao ngay từ đầu năm học, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà cấp ủy, chính quyền địa phương và ngành giáo dục đã đề ra. Đồng chí Cao Văn Đình, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng đoàn công tác đã thăm hỏi, tặng quà cho các cháu học sinh, ghi nhận nỗ lực cố gắng của tập thể giáo viên đã khắc phục những khó khăn xây dựng trường học xanh sạch đẹp. Đồng thời, đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp cần quan tâm, hỗ trợ tạo điều kiện tốt nhất cho các trường học trên địa bàn nâng cao chất lượng giáo dục. Tại đây, Hội Khuyến học tỉnh đã hỗ trợ học bổng trị giá 5 triệu đồng cho cô và trò nhà trường có hoàn cảnh khó khăn. Đồng chí Bí thư Huyện ủy Tuyên Hóa Nguyễn Hoài Nam tặng hoa và quà chúc mừng nhà trường nhân dịp khai giảng năm học mới. Dịp này, đoàn đã đến thăm và tặng quà trường phổ thông dân tộc bán trú, tiểu học và trung học cơ sở Lâm Hóa. Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đến thăm khu nội trú của giáo viên và học sinh nhà trường, động viên các em học sinh đồng bào dân tộc thiểu số chăm ngoan, học giỏi, nỗ lực vươn lên trong học tập. Đồng thời, biểu dương sự cố gắng của tập thể Hội đồng sư phạm nhà trường trong việc khắc phục khó khăn, đảm bảo công tác dạy và học đạt được nhiều thành tích đáng kể. Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đã tặng hoa và quà chúc mừng thầy và trò nhà trường nhân dịp đón chào năm học mới.